Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình nấu bún cá rô. Thường thì bún cá rô có rất là nhiều phiên bản các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu bún cá rô chiên giòn và kèm theo nữa là chả cá rô. Thì đây là một trong những món ăn rất là ngon và dễ ăn các bạn. Cá rô thì rất là ngọt cho nên khi mà nấu bún thì ngon lắm. Nấu thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình cùng vào bếp và thực hiện nha. Mình sẽ bắt một cái nồi nước khoảng chừng 2 lít nước để mình trụng xương. Cái nồi nước này thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh giấm. Rồi mình sẽ trụng cái xương ống đó các bạn. Cái xương ống mình sẽ trụng cho nó kỹ một xíu để mình nấu nước cho nó trong nha. Nếu mà mình sợ heo bây giờ không đảm bảo chất lượng thì mình nên trụng xương hoặc thịt lâu lâu một xíu trước khi mà mình nấu, mình cảm thấy yên tâm hơn. Khi nó sôi trở lại thì mình để cho nó sôi trở lại khoảng 10 phút nha các bạn. Nước nó rất là dơ. Cái nước này nó sôi được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái xương này ra, mình rửa lại bằng nước lạnh nha. Cái nước luộc hồi nãy mình sẽ rửa những cái phần dơ này ra, mình để ráo, và bây giờ mình bắt cái nồi nước để mình nấu nước xương nha. Mình sẽ hầm 1 kg xương với 4 lít nước. Nếu mà kinh doanh thì thường người ta sẽ hầm 1 kg xương với lại 5 lít nước hoặc 10 lít nước hoặc 20 lít nước tùy theo cái mục đích kinh doanh của mình. Hôm nay nhà mình nấu ở nhà ăn cho nên mình dùng cái lượng nước nó không có nhiều các bạn. Mình sẽ cho cái thịt ngay từ khi và nước nó lạnh luôn. Thì những cái chất ngọt ở trong thịt nó sẽ dễ hòa tan vào trong cái nước lạnh hơn là cái nước mà các bạn nấu nóng. Sau đó mình sẽ bật lửa không có lớn mà lửa vừa nhỏ. Mình sẽ nấu cái xương này trong vòng từ 4 tiếng. Nếu mà các bạn có thời gian thì mình sẽ nấu 8 tiếng đồng hồ nha các bạn. Cái xương này có nhiều nơi người ta chỉ nấu 1-2 tiếng đồng hồ cũng tùy à. Nhưng mà thường là các bạn biết không, mình nấu xương, mình ninh xương này càng lâu thì chất ngọt trong xương ra, và khi mà mình nấu thì mình đỡ nêm gia vị. Thường ở ngoài quán thì người ta cũng không có thời gian nấu nhiều các bạn, thường ta nấu 1-2 tiếng đồng hồ thôi à. Cái hỗn hợp của mình nó bắt đầu có bọt thì các bạn nhớ mình vớt bọt nha, mình phải vớt bọt thường xuyên. Những cái này thì nó nước của mình nó trong. Mình nấu cái này buổi tối nè, mà mình để lửa nhỏ với mình để đó nè, khi nào đi ngủ thì mình tắt. Mình có khoảng chừng 5 gram trà, rồi các bạn dùng trà bao nhiêu cũng được. Rồi mình cho 200 ml nước sôi để cho mình ngâm một xíu để cho ra trà mình rửa cá nha các bạn. Trà mình đã pha rồi á các bạn, bây giờ mình dùng để mình rửa cá nha. Ở đây mình có 1 ký cá rô. Nếu mà các bạn mua được cá rô đồng á, thì nó sẽ ngon hơn. Hôm nay mình đi siêu thị thì không có cá rô đồng, nó chỉ có cá rô này thôi. Nó cũng không được tươi lắm. Nếu mà các bạn mua trúng cá rô tươi nè và cá rô đồng thì nó sẽ ngọt ngon hơn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh muối để mình cạo cái phần nhớt nha các bạn. Mình sẽ rửa và mình cạo kỹ cái phần nhớt, tại cá này nó rất là nhớt. Thường thì siêu thị người ta đã làm sạch cái gì giải rồi, mình về mình làm lại. Mình có muối vào thì mình chà rửa nó rất là dễ, nó sạch nhớt. Mình sẽ lấy 2 cái cục máu tanh ra và cái môi sạch cái bụng nha các bạn. Cá này sau khi mà mình đã cạo rửa sạch thì mình sẽ rửa lại sạch bằng nước lạnh nha các bạn. Mình sẽ lấy hết cái phần mang và cái phần máu tanh ở chỗ này nè, và mình lấy ruột ở trong nữa. Mình sẽ được cái phần cá sạch như thế này. Và bây giờ mình sẽ rửa trà. Cái phần trà hồi nãy mình ngâm á, mình bỏ vào đây mình rửa nha. Mình rửa lại trà để cho cá mình nó không có tanh. Các bạn có thể ngâm vào đây khoảng chừng 5 phút cũng được. Cá mình ngâm trà xong mình sẽ rửa sạch lại nha các bạn. Đặc biệt là mình sẽ rửa cái phần phía trong này. Những con cá rô sau khi mà mình đã rửa sạch sẽ rồi thì để ráo xong rồi, bây giờ mình sẽ phi lê nha. Cá này phi lê thì mình chỉ lấy cái phần thịt mình chiên, mình chỉ cần lấy một cái miếng
một cái miếng như thế này thôi, một miếng phi lê như thế này thôi. Còn những cái thịt này, thịt bám trong xương này, để một lát mình gỡ ra để mà mình làm chả nha. Cái phần phi lê này nè các bạn, các bạn, xương nó sẽ nằm ở bên hông bên đây và chính giữa nè, thì mình sẽ lạng bỏ, mình sẽ lạng cái phần này ra. Xương này mình sẽ cắt, mình sẽ cắt theo cái lằn xương sống này. Mình sẽ lạng cái phần xương này bên đây nữa. Bên đây nó cũng sẽ có xương bên hông nè. Xương to chỗ này các bạn có thể dùng nhíp mình gấp cũng được. Còn xương nhỏ này mình sẽ lạng, mình lạng cái lớp mỏng trắng này ra là cái xương nó sẽ bám lên lớp mỏng, nó đi theo ra luôn. Mình sẽ có một cái miếng thịt này nè, không còn xương nữa. Xương sống mình để nè, lát mình cũng để mình nấu cho nó ra chất ngọt. Còn cái phần thịt phi lê nó rất là ít, nó như thế này nè. Cho nên khi mà mình ăn cái tô bún nó thường có mấy lát. Thì các bạn, nếu mà các bạn không có làm cá rô thì các bạn có thể làm được cá lóc nè, hoặc cá điêu hồng đều được nha. Cá rô thì nó có cái vị ngon riêng, cá lóc thì nó cũng có cái vị ngon riêng. Cái phần này là nó đã không còn xương được nữa, và nó tổng cộng là 320g á các bạn. Mình sẽ ướp vào đây một muỗng cà phê muối, lúc mình rửa cá cũng có sơ sơ muối rồi, một xíu muối nè các bạn, một nửa muỗng cà phê muối nha. Nãy mình múc một muỗng, bớt lại nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bột ngọt nếu mà các bạn không ăn bột ngọt không cho vào, mình cho một xíu tiêu để trộn đều lên, và để thịt cá rô nó không có bị rã mà nó chắc hơn thì mình sẽ cho một muỗng cà phê đường. Mình cho một xíu, khoảng chừng một tép tỏi băm vào đây. Hôm nay mình nấu là cá rô cho mình sẽ có cái phần mà rau thì là để nấu các bạn. Thì mình sẽ lặt vài cái rau thì là mình để vào đây cho nó thơm nha. Mình chỉ bỏ vào trong đây một ít. Còn cái số nhiều rau thì là mình sẽ làm chả, mình để ăn bún. Cái phần ướp này mình sẽ bỏ bọc ra, bọc rác bỏ vào trong tủ lạnh. Khi nào mà bún gần chín mình mới lấy cái này ra mình chiên cho nó ngon các bạn. Cá mà mình chiên sớm nó không ngon. Cái xương cá này nó các bạn, nó nhỏ lắm thì mình sẽ bọc giải lại. Còn những cái xương lớn này thì nó nằm trong con cá rồi, mình không sợ nó rã. Còn những cái xương sống hồi nãy mình ấy á, mình sợ nó rã cho nên mình bọc giải lại cho nó đừng có bị rớt ra nha. Cá này bây giờ mình sẽ nấu nửa tiếng cho nó ra chất ngọt. Sau đó mình lấy nửa cái phần thịt cá, mình gỡ thịt cá này để mình làm chả nha. Mình nấu cái này là 1 kg xương ống cho nó ngọt thịt đó các bạn. Nếu mà các bạn không nấu xương ống cũng được, cái thịt, cái xương cá là cũng rất là ngọt. Mình nấu cái này đã được 4 tiếng rồi. Giờ mình sẽ vớt cái phần xương này ra. Thường mình nấu cái này, cái nước cốt này mình bỏ vào trong tủ đông á các bạn, để dành nấu thịt cá gì rất là ngon. Cái phần nước súp này khoảng chừng 1 lít nước súp, và mình sẽ chế thêm nữa là và 2 lít nước lạnh nha các bạn. Mình bật lửa to để mình nấu cho sôi cái nồi, cho mình sôi trở lại cái nồi nước nước dùng của mình nha các bạn. Khi mà nó sôi trở lại thì mình sẽ cho vào đây một củ hành tây. Củ hành tây này mình đã nướng rồi. Mình có ở đây là cái rau này là rau thì là đó các bạn. Có cái rau, cái gốc này to ghê. Những cái lá nhuyễn như thế này là rau thì là. Mình sẽ cho 5 gốc rau thì là vào đây. Các bạn nhớ rửa sạch cái phần gốc nha. Cái phần này để một lát mình nêm trong cái, còn cái phần mà rau này lát mình nêm trong cái tô bún. Sau đó mình sẽ cho hết cái phần cá. Cái phần cá mà cái xương mình đã lọc nè. Và những cái con cá mình đã lọc thấy thịt rồi. Mình phải cho vào trong lúc nước sôi các bạn. Mình sẽ luộc cá trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Do mình làm 1 kg cá cho nên các bạn có thể là không dùng nước hầm xương cũng được. Tuy nhiên có nước hầm xương sẽ ngon hơn nha. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối.
Rồi mình khi mà nó sôi trở lại thì dặn nhỏ lửa, lửa vừa thôi được đó, mình không có dặn lửa lớn. Các bạn thích ăn gừng thì mình có phải cũng có thể cho vài lát gừng vào đây. Khi mà cá nó sôi lên, nó nổi lên như thế này nè các bạn, là nó chín hết rồi đó, nhưng mà mình muốn nó ra nước ngọt hơn xí thì mình sẽ dặn nhỏ lửa và mình chờ cho nó đủ nửa tiếng rồi mình vớt, mình lấy cái thịt ra ha. Trong cái thời gian mà nấu cá thì mình đi làm hành với cà chua rồi các thứ để mình hoàn thành cái nồi bún nha các bạn. Thì mình có ở đây là 100g hành để mình phi hành nè. Các bạn nào mà mình có hành phi thì mình khỏi làm. Cái phi hành này chắc các bạn ai cũng biết rồi cho nên mình sẽ không quay nha. Mình chỉ như thế này mình phi cho nó vàng là được. Hành mình phi nó hơi vàng vàng thì mình tắt. Mình sẽ dùng cái chảo này để mình thắng màu đều luôn nha các bạn. Khoảng chừng 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình có ở đây là cái phần mà hạt điều mình đã rửa rồi. Thì ở đây là 40g hạt điều mình đã rửa rồi. Trong trường hợp mà các bạn không thích dùng màu hạt điều luôn thì các bạn có thể dùng cái màu gạch tôm cũng được, hoặc là mình dùng cái màu ớt. Màu ớt thì nó hơi cay. Màu này là màu tự nhiên, nó ra cái màu đỏ cam. Tuy nhiên nếu mà các bạn sử dụng nhiều thì nó cũng nghe mùi. Thế đó là thường mình sử dụng một lượng ít chứ không nhiều lắm. Mình thử đũa, nó dầu nó sôi quanh đôi đũa như thế này nè. Mình tắt bếp nè, bếp mình cho cái phần đều vô. Mình đã có được cái màu dầu đều, khi nào mình dùng thì mình sẽ bỏ cái hạt và mình lấy cái màu. Mình sẽ có một cái giấc me này, 70g me như thế này để mình có cái nước nóng. Mình lấy mình dầm cho nó chua nha các bạn. Theo các bạn, ví dụ như me các bạn nhiều thì mình làm ít, còn nếu mà me các bạn chua ít thì mình làm nhiều nha. Mình có thể lấy nước nóng mình ngâm ở đây một lát, khi mà mình nêm á thì mình sẽ chế vô, chứ bây giờ nhiều khi chưa có gia vị mình nêm khó hơn đó. Rồi cái cá của mình nó đã đủ nửa tiếng thì mình vớt nó ra để mình lấy cái thịt mình làm chả. Nếu mà các bạn không lấy thịt làm chả thì các bạn có thể nấu lâu hơn xíu cho nó ra chất ngọt. Cái phần xương sống hồi nãy á, mình lặn á, các bạn nếu mà các bạn rảnh thì các bạn gỡ ra mình lấy thịt cũng được. Còn nếu không thì mình bỏ luôn, tại vì cái phần này nó khó gỡ hơn mấy phần kia. Chờ cá của mình nguội rồi đó, cái mình sẽ dùng cái muỗng mình nạo lấy cái phần thịt này ra nè. Xong rồi mình sẽ kiểm tra cái tay, chỗ này mình bóp bóp xem nó có xương ở đây không. Tại vì cơ bản cái con cá này nó hơi bị xương á các bạn, nó ngọt lắm nhưng mà nó rất là xương. Chỗ bụng nè, thịt không ngon ghê. Phần lấy xương cá này mình đã lấy xong rồi các bạn. Cái cá này cực nhất là cái phần lấy xương á. Thì khi mà mình lấy xương á là do cá này nó ngọt nhưng mà xương nó cũng nhiều, cho nên mình rửa tay sạch mình lấy xương nha. Và tại vì có bao tay thì mình khó lấy, với lại mình không lấy được những cái xương ra hết á, mình làm chả rất là nguy hiểm. Và khi mà mình lấy xong những cái này rồi thì mình sẽ lựa lại một lần nữa, dùng tay mình bóp thử coi còn xương hay không. Nhiều khi nó dính vào trong cái một mảng lớn á các bạn. Đó, mình kỹ như thế này thì cái chả của mình nó không bị dính xương. Tại đó, nó vẫn còn xương. Mình chả này có thể là mình, nếu mà mình không nấu bún cà rô thì mình có thể làm chả cà rô này. Mình để dành trong tủ lạnh ăn dần cũng được. Thường không có thời gian thì mình không có làm cá rô mà mình làm cá lóc á. Khỏi phải lựa cực như thế này nha các bạn. Rồi lâu lâu mình ăn cá rô, rồi lâu lâu mình ăn cá lóc. Hoặc là mình ăn cá điêu hồng. Mình làm chả này, nấu bún cá này ăn đều rất là ngon ạ và tốt. Mình sẽ lựa được một chén thịt, một tô thịt như thế này nè các bạn. Tô thịt cá để mình cân thử coi nó bao nhiêu gram nha. 200g cá. Do cái thịt này hồi nãy mình có luộc trong cái nước nó hơi mặn mặn rồi ngọt ngọt. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê đường. Nếu mà các bạn không ăn đường thì không cho cũng được nha. Nói chung là cái phần cá này nó cũng lợ lợ rồi đó, nó mặn mặn ngọt ngọt. Mình nêm cho nó đậm đà thôi. Và một muỗng canh nước mắm. Do cá phần này nó đã chín rồi á, các bạn có thể trộn đều rồi các bạn nếm thử coi vị nó như thế nào, có vừa ăn với mình hay không. Và mình sẽ cho tiêu vào đây nha. À, ăn nhiều thì mình cho nhiều, ăn ít thì mình cho ít. Rồi các bạn nhớ nêm lại nha. Nhà mình thì ăn cơ bản nó vừa như thế này nè. Các bạn ăn bột ngọt thì mình để bột ngọt vào. Rồi đây là cái phần mà hành hồi nãy mình phi đó. Hành và cái dầu hành hồi nãy mình phi đó các bạn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng. Rồi cái này là cái dầu hành nữa.
Giờ hành lúc nãy mình phi á, 1, 5 muỗng. Sau đó mình sẽ giã. Giã cho nó mịn luôn nha các bạn. Cái phần mình giã nó đã xong rồi thì mình sẽ cho giò sống vào. Tại vì cái phần giò sống người ta đã nêm đủ dừa và gia vị rồi, nên chủ yếu là mình sẽ nêm cái phần này, phần cá này cho vừa là mình trộn lại được. Với 200g thịt cá này thì mình sẽ làm 600g giò sống là 3 gói như thế này. Thường đó là các bạn, mình làm chả này á, là nó có thêm mỡ á, mà hôm nay mình không có mua được mỡ. Do đó các bạn nhớ là mình sẽ tăng cái lượng dầu ăn lên nha. Không có mỡ mà không có dầu ăn thì chả mình nó khô lắm. Cái giò sống này các bạn có thể tự mua thịt về xay nha. Mình có làm cái giò sống ở trong cái công thức làm chả lụa. Nó là cái đoạn đầu của làm chả lụa nha các bạn. Ở Việt Nam thì người ta bán giò sống sạch cũng nhiều lắm. Giò sống không hàng the, giò sống sạch nhiều mình có thể ra chợ, ra siêu thị mình mua. Các bạn nếu mà mình có cái máy đánh trứng thì mình bỏ vào mình đánh cho nó dẻo ngon nha. Mình không có máy đánh trứng thì mình sẽ quết. Mình quết thứ nhất là cho cá và giò sống nó hòa vào nhau. Thứ hai nữa là cho nó dẻo hơn, nó dai hơn nha các bạn. Và 5 cái thì là bây giờ mình sẽ bỏ vào trong chả. Các bạn thích ăn nhiều thì mình để nhiều, thích mà ăn ít thì mình để ít. Cái này không còn cái lượng nha. Thoa một ít dầu vào trong cái chén này, mình sẽ chừa lại một ít cái chả này để mình làm cái giò sống. Còn bao nhiêu thì mình sẽ làm chả thì là. Mình chừa bao nhiêu đây để làm mộc. Còn cái này là mình chả. Chả thì là thì mình sẽ xắt nhỏ thì là mình bỏ vào. Còn mộc thì mình sẽ bỏ cái phần nấm mèo. Các bạn thấy khô thì mình sẽ cho cái dầu hành phi vào cho nó thơm nha. Mình thấy nó hơi khô á, mình sẽ cho thêm một xíu dầu vào nè. Khoảng chừng 1 muỗng canh. Trong trường hợp mà các bạn không chắc cái gia vị của mình nó vừa hay không á, thì các bạn do viên những cái này mình đi bắt lên mình chiên, hoặc là mình luộc cho nó chín mình ăn thử coi nó vừa ăn hay không, rồi mình hả bỏ vào mình hấp nha các bạn. Và mình ăn tiêu nhiều thì mình để tiêu nhiều. Cái chả này nó phải có tiêu mới ngon, mà các bạn để tiêu sọ thì nó không có bị đen chả nha. Mình sẽ cho một miếng dầu hành vào trong khuôn luôn. Các bạn có thể cho cái dầu ăn vào trong khuôn, mình không còn lót giấy cũng được. Cái chả này nó vẫn bị khô quá các bạn. Các bạn mình phải cho thêm khoảng chừng 200-300g mỡ vào thì nó rất là ngon. Bữa trước mình làm cái phần mà chả tôm ngon, nhưng mà các bạn nói mỡ quá cho nên hôm nay mình làm không mỡ, thử coi nó như thế nào. Nó sẽ khô hơn một xíu. Chiên nhưng mà mình đi hấp trước khi mà mình chiên á thì nó bớt khô hơn. Mình ém cho thật là chặt để chả mình nó dẻ chặt nha. Cái nồi hấp của mình nước sôi á, mình cho chả vào mình hấp nửa tiếng nha các bạn. Mà các bạn có lò nướng các bạn cho vào nướng cấp thị cũng rất là ngon á. Lâu lâu các bạn nhớ là xả hơi để cho nước nó không chảy xuống chả nha. Mình phải đậy khăn trên cái nắp để nó không bị nước xuống cái chả của mình. Cái phần dầu điều hồi nãy á, mình luộc sẽ được cái màu dầu điều rất là đẹp như thế này nè các bạn. Dầu hành hồi nãy của mình khoảng chừng 2 muỗng cho vào đây. Sau nêm thì gồm có ngò rí nè, sau thì là và một ít hành, ớt. Và mình sẽ có thêm 4 trái cà chua, cái này mình đã rửa rồi. Mình sẽ sắc muối cao cà chua nha các bạn. Muối cao thì các bạn sắc nó ngay giữa cái muối như thế này thì nó không có bị bọng nước. Nếu mà các bạn kỹ thì các bạn bỏ hạt nha. Hành hồi nãy mình phi rồi các bạn, mình cho vào đây. Dầu sôi thì mình sẽ cho cà vào mình xào cho nó nhanh. Cái này để một lát mình bỏ vào trong cái nồi súp nha các bạn. Cái nồi nước súp của mình giờ mình lược lại nha các bạn. Mình sẽ nấu lại cái nước cho nó sôi trở lại. Chả của mình nó hấp được nửa tiếng là chín rồi các bạn. Đó, mình muốn ngon hơn thì mình sẽ lấy ra mình chiên cái nó vàng cái lớp mặt nhìn nó đẹp hơn ha. Còn nếu không thì thôi. Còn bên đây thì cái này nó sôi lên rồi thì mình sẽ làm mộc, mình bỏ mộc vô. Cái giò sống mình trộn cá hồi nãy mình không có trộn thì là đó các bạn. Giờ mình sẽ làm mộc. Các bạn mình thích mộc mình bỏ thêm cái
cái nấm mèo vô cũng được nha. Nhà mình hôm nay không có để nấm mèo. Cái mọc của mình nó nổi lên xíu là chín rồi. Mình sẽ cho hết cái phần cà chua với lại cà chua nãy mình xào á. À, nếu là người Bắc thì người ta hạn chế ăn đường, nhưng mà do cái này à, trong Nam thì nếu mà nấu cái nào mà có chua thì mình làm đường nhiều hơn để nó trung hòa cái vị chua lại, nó sẽ ngon hơn các bạn. Mình sẽ nêm vào đây một muỗng canh đường, khoảng 2 muỗng canh đường. À, mình sẽ nghe nó ngọt ngọt, sau đó mình sẽ nêm cái phần mà hồi nãy mình ngâm me, chế từ từ rồi mình thử cái độ chua của nó. Khi nào mà nó đủ độ chua thì mình ngưng, mình không chế nữa nha. Số người người ta nấu cái này người ta không dùng me mà người ta sẽ dùng giấm á các bạn. Các bạn cũng có thể dùng giấm, mình thấy me thì nó ngon hơn giấm, có độ chua vừa rồi đó. Thì nếu mà nó chưa vừa thì cái này mình sẽ bỏ đi. Còn nếu mà ví dụ như me của các bạn nó chua ít á, thì các bạn chế nước, lấy cái nước này gạt lấy me nữa. Và mình sẽ nêm nước mắm, một muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối, mới để nửa muỗng cà phê muối, thêm nửa muỗng cà phê muối. Như vậy là mình có một muỗng cà phê muối vào đây nha các bạn. À, một muỗng cà phê, hồi nãy một muỗng hạt nêm, bây giờ thêm một muỗng hạt nêm, là 2 muỗng hạt nêm. À, mình nêm gia vị đến đây là xong rồi. Các bạn sẽ nêm lại khẩu vị gia đình của từng người nha. Ví dụ như nhà mình nó là cái chua như thế này thì mình sẽ thêm một muỗng đường nữa nè, một muỗng nước mắm. Vậy là tổng cộng là 3 muỗng canh đường nha các bạn. Cái gia vị cơ bản của mình nó là nó không có bị lạc các bạn. Nếu lạc quá mình để bún vô nó lạc lắm, mà mình cũng không có nêm mặn quá. Mình nêm vừa ăn ở đây, để một lát khi mình bỏ bún vào thì mình nêm thêm xíu nước mắm. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh hạt, cái màu điều hồi nãy mình thắm cho có cái màu đẹp đẹp. Cái vậy là cái phần cái nồi súp của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình đi chiên chả. Các bạn thích màu đậm đó thì các bạn cho nhiều nha. Cái nồi chả của mình được 30 phút đó các bạn. Các bạn lấy tăm các bạn thử đó. Nó không dính tăm là chả chín rồi nha. Mình sẽ lấy chả ra mình chiên. Chả thì là mình chủ yếu là mình chiên cho nó có màu đẹp. Sau đó mình sẽ cho một xíu màu dầu điều vào đây. Mình sẽ cắt đôi cái miếng chả này chiên cho nó dễ. Các bạn có thể để nguyên miếng chiên nha. Dầu nó sôi thì mình sẽ cho chả vào mình chiên. Mình sẽ chiên cho nó vàng hai mặt là được rồi ạ. Mình chiên nó vàng như vậy là được rồi ha. Mình sẽ tắt bếp. Thì hôm nay mình sẽ tẩm bột chiên giòn này. Nếu mà các bạn không có cái bột chiên giòn này thì các bạn có thể sử dụng bột năng nha. Hoặc là mình chiên giòn bình thường, cá bình thường không cần bột cũng được. Cái gói này mình mua là 42g. À, đây là cái gia vị chiên giòn đã nêm sẵn rồi cho nên mình không nêm bất cứ gì nữa. Các bạn dùng cái loại bột chiên giòn nào cũng được nha các bạn. Mình sẽ có 2 gói như vậy là bao nhiêu ta? Là khoảng 84g á các bạn. Mình dùng 2 gói. Cái phần này mình đã ướp và mình để tủ lạnh á, thì mình sẽ trộn vào đây phân nửa gói này, còn một gói rưỡi thì mình bỏ vào trong cái tô để lát mình nhúng mình chiên. Ở trong cái chén bên đây thì mình sẽ dùng 2 cái trứng. Mình sẽ nhúng cái cá này vào trong cái trứng và mình nhúng vào bột chiên giòn nha các bạn. Được vài miếng thì bắt đầu mình chiên. Mình thử cái dầu nó nóng quanh cái đũa nè, mình sẽ dặn lửa nó nhỏ thôi, nhỏ vừa thôi. Khi mình gắp bột thì mình nhớ chủ vũ những cái bột nó dính mà dư nó rớt xuống. Nếu mà các bạn muốn nhiều bột quá thì các bạn sẽ nhúng bột một lần nữa nha. À, khi mà mình ăn á, ví dụ như mình chiên nấm tiệc hay gì đó thì mình chiên như thế này nè, trước một lần đi, rồi khi nào gần tới ăn thì mình chiên lần thứ hai. Mình chiên hai lần, thứ nhất là nó giòn. Các bạn chiên lửa vừa cho nó chín từ từ và nó chín nó sẽ nhanh, nó sẽ giòn hơn. Mình chiên áp quá là nó chín nhanh thì nó sẽ nhanh yểu. Nếu mà mình chiên luôn thì mình chiên cho nó vàng hẳn rồi mình vớt ra mình bỏ giấy thấm dầu. Đây những cái cá chiên giòn nè các bạn. Các bạn nhìn có thấy giống miếng gà rán không? Giống miếng gà rán chứ mình không nghĩ là miếng cá.
mình vớt hết một cái mẻ này, mình mới chiên tiếp một cái mẻ nữa nha các bạn. Đây, cái mẻ cá chiên giòn của mình rất là ngon nè, nhìn rất hấp dẫn ha. Đây là cái phần chả của mình nè các bạn, nó rất là vừa ăn, thơm, thơm mùi thì là, và nó vẫn giòn giòn mềm mềm, nó không có bị khô. Mình tưởng nó khô mà nó không khô, rất là ngon. Các bạn nhìn giống chả quế ha, mà nó thơm lắm các bạn, thơm thì là lắm. Cái bún này á, thì mình sẽ ăn với lại rau, ăn rau cải con. Hôm nay mình không có cải con nhưng mình ăn thêm một xíu cải to nè. Với lại mình thấy có nhiều nơi người ta ăn với lại dọc mùng hay còn gọi là bạc hà nữa. Nếu mà các bạn thích thì mình có thể làm thêm cái rau đó nha. Gia vị nêm thì gồm có thì là nè, ngò rí nè, hành chẻ nè. Để mình để một ít cái hành, đầu hành vào trong nồi súp. Bún này ăn nhiều nước mới ngon các bạn. Mình ăn hành thì mình cho hành ha, một ít thì là nè, chả cá. Có anh chị nói là thường Natha đem cái tô bún ra nó nguội ngắt rồi, hết còn ngon. Thật sự là khi mà mình múc trong nồi ra nó vẫn có rất là nóng các bạn. Mà khi mà để xuống chụp hình một xí là bắt đầu khói nó hết bốc rồi, nên không còn cách nào khác. Thế thật sự là mình lúc nào cũng muốn ăn cái tô bún hay là tô mì nó nóng cho nó bốc khói nhìn nó ngon hơn. Mình sẽ ăn phần cá trước các bạn. Cá nó còn giòn rất là ngon á. Cá mà các bạn làm như thế này nè, mình cảm giác mình không có bị ngán và mình không có nghe mùi cá. Bảo đảm á, các bạn đưa con nít mà nó ăn cái này rồi nó nhận ra cá là mình thua gì cũng thua luôn á. Cảm giác giống như là ăn một miếng thịt giòn giòn. Khi mà mình ăn thì mình có thể nêm thêm nước mắm các bạn. Cái nước này á thì nó sẽ chua chua, ngọt ngọt và nước mắm sẽ mặn mặn. Và đặc biệt mà mình ăn là đây là mọc cá, cá chiên, chả cá và cá chiên giòn trong một cái tô bún mà mình ăn bún mà. Các bạn có nhìn ra ở đây là toàn là cá không à? Và cái chả cá này thì nó sẽ dai, nó dai dai mềm mềm cũng rất là ngon. Mặc dầu nó sẽ không dai giòn giống như chả lụa, nhưng mà nó đủ cái độ dai, đủ độ ngon để mình thưởng thức. Vị thì rất là vừa ăn, chứ không có bị quá lạc. Video clip của mình đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Nếu mà các bạn nấu cái món này ngon, thành công, các bạn nhớ nhắn cho Natha biết để Natha vui hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.